Trận đấu được coi quyết đầu tiên dành cho cái thủ Thái Văn Kim và IA, dành cho Thái Văn Kim bên kia ở hit. Kèo này thì IA đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều đấy. Chém tuyển Yamato. Chém tuyển IA nó không sợ gì cùng lừa Hitty cả. Và sau hai trận đấu vừa qua thì bạn có thể thấy là hai game thủ chúng ta đánh cực kỳ gắt. Hai anh này đánh rất gắt với nhau. Và cảm giác như các game thủ chuyên nghiệp, các game thủ có top của chúng ta thi đấu vậy. Đánh rất chuẩn bài và mọi thứ đều các kiểu kiểu. Hay. Các bạn đợi mình chút. Rồi, trở lại với trận đấu này thôi. Hai dân được tách đi dò và đã thấy bảy hiệu đầu dành cho game thủ Thái Hoàng Kim. Cái này tên cực kỳ ghê. Như kiểu là cái gì đó mà cực kỳ quý tộc và quý phái vậy. Bảy hiệu đầu có 7 con. Vâng, thêm bầy hiệu phụ bên ngoài. Đang muốn lùa bầy hiệu đầu về với nhà chính nhà mình. Gỗ đầu không quá xa thì bầy Yamato này. Thế thì phi hiệu đang hơi trượt. Có quả phụ luôn, bài đã đủ đồ. Nhưng phi lỗi mất một con hiệu. Dành cho người cầm Yamato, game thủ Thái Hoàng Kim. IA đối đầu với Hitty. Đây, con hiệu này chưa phi, có phi nốt không? Tầm dân 17 là hiệu phải về hết nhà rồi. Rồi, chuẩn bị đóng S đầu. Rồi, có S đầu luôn. Hai dân được tách ra lùa hiêu. Phi từng bé một, kể cả lùa về BS cũng ok luôn. S đầu đã có con hiêu thứ hai, nhưng mà con này chưa phi phát nào. Nó sẽ lại nhảy ra thôi. Và như vậy là nó chưa nhảy. Rồi hiêu chết kiểu tứa lừa rồi. Vừa mới khen đánh nuột thì bây giờ lại phi hiêu kiểu loằng ngoằng. Rất giống Văn Hưởng, có thêm đồi vòi nữa. Bài nhà cực kỳ mắc. Hai hiêu hai quả. Và là hai con voi. Toàn những số 2 thôi. 19 trên 20 bắt đầu cắt dần đi để khai thác bãi quả phụ. Nhưng mà gỗ đã gần đủ 1 lít. Ơ, bài Hitty bên kia chậm siêu chậm dần. Chậm 3 dần. Đến từ cái thủ Lê Trung Hiếu. Chậm 3 dần dành cho người cầm Hitty. Thế thì xong rồi đấy. Tỷ số dung án chúng con 1-2. Rồi, cầu voi về. Cầu voi gần trước luôn. Đóng thêm e. Các bạn chậm 3 dân. Cứ từ từ mà đánh. Con voi đầu tiên được cầu về. Sử dụng phí mét rất là nhanh. Giết nó thôi. Ok. Đây con voi thứ hai. Cũng sẽ được cầu về luôn. Vâng, chậm 5 dân rồi. Chết 1 dân. Vâng, đã chậm 5 dân còn chết 1 dành cho game thủ Lê Trung Hiếu. Thế này thì hỏng rồi. Hỏng thật rồi. Vâng, chậm 5 dân còn chết 1. Con voi thứ hai được câu về. Rồi, quay đầu luôn dân IA. Câu voi nó hơi vất vả. Kích đời được 27% rồi, thôi xong rồi. Vâng, đã chậm 5 dân lại còn chết 1 nữa. Tìm. Đây là BB. Sự phí nghe rất nhuẩn nhuyễn. Để thể đưa voi về một cách yên tâm nhất. Còn voi thứ hai về nhà chính. Phải rất là lực. Còn nguyên bầy hiêu 4 bên ngoài để có thể ăn sau khi lên đời nếu cần. Hai voi đã về với nhà chính rồi. Bãi vàng ở đâu ta? Vâng, đây bãi vàng của anh ấy. Bãi vàng trên này. Nói chung là ăn được thôi. BB đóng xong rồi. Bên kia còn lâu mới lên đời, anh em yên tâm đi. Đây là BM và đây là BL. Yamato. Kích đời 10 sớm. Dở rồi. Vâng, kích đời sớm. Xin dò luôn rồi. Công đang được lên. Hitty bây giờ chắc chưa lên đời. Tôi biết ngay mà.
Đã chậm 4 dân rồi lại còn chết thêm 1 dân nữa, thành chậm 5 dân rồi. Đóng cửa vào. Giò đã có và đẩy đi luôn. Công giáp đầy đủ cho ngựa giò luôn rồi. Và thấy SH người cầm hitty. Chắc dân ở quanh quanh đâu đây, chắc đã đi tìm đồ ăn hoang quá. Giò đẩy đi rồi. Đây 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 đây. Thôi thôi quýt 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 quýt. Và quýt. Đánh đâm cay gì. Úi trời, bây giờ đóng nhà điều kiện, tí nữa thì mất cái móng. Giò công giáp đầy đủ chọc vào luôn. Phút 11 4x. Mới đang đóng nhà điều kiện. Rồi ăn 1 dân. Ăn 2 dân nào. Rồi 2 dân nằm xuống. Vẫn chưa kích đời. Con dân thứ 3. Bây giờ mới đóng xong BM. Mà đã chết ngay 2 dân rồi. Con đông dân thứ 3 nằm xuống rồi. Ngoài này con dân ít máu này. Đây này. Đây 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 đây, dân ít máu đây, lên đời xong rồi. Các bạn vừa mới đóng VA. Không soi dân ít máu à. Vâng, chui hốc dành cho bài Hitty này. Hitty chui hốc. Tất cả dưới này rồi. Ôi trời, quả đầu này thì bảo sao. Ngựa chém đã được xin 2L bắt đều. Bánh xe thì chưa được lên thôi. 2L đã ra và đẩy sang luôn. Ăn hoang thêm bầy hiệu ở đây nữa. Sau tuần này một lúc nữa sẽ vẫn là 2L đều. Vâng, có con giò lượn lờ ở đây để tìm hốc của đối phương. Đội bạn vẩy e này. Vào chọc thôi. Ừ. Beng. Vâng, như vậy là không nổ. Một dân xưa xây. Vâng, cái hốc rất bé. À không, chưa biết trong này nó có những cái gì đâu. Nhưng mà nó mà lọt thì đau đầu. Không lọt. Vâng, bài Hitty đánh kiểu lom dom này thì chết rồi. Khó cưỡng lắm. Ia và đang 2L được siêu đều đẩy vào đây. Một tơn sẽ đi tìm xem đối phương có dân ăn hoang ở đâu đó hay không. Một tơn sẽ lao thẳng vào cái hốc này. Ôi rồi. Ôi vãi hốc. Hốc này không có đồ ăn hoang. À đây có bãi quả đang bú dở. Rồi. Chém thôi. Ở map này đánh rồi các bạn ạ. Map này là một map đánh rồi và công dân lên rồi. Rồi dân đội bạn đóng e ở đây thì chắc chắn đang có dân ăn hoang ở đâu đó quanh đây. Nhưng mà chưa tìm thấy. Một BA và sẽ là táng thẳng ca vào cái hốc này. Vẫn có một tờn đi tìm dân ăn hoang đối phương mà chưa thấy đâu cả. Vâng, chém e. Tờn dân kia vẫn chưa phát hiện ra dân ăn hoang đối phương ở đâu. Vẫn là chém e ở đây và đối phương vẩy e kìa. Chúc kìa. Rồi. Xong rồi đấy. Và tỷ số thì ngắn còn 1-2 nội dung solo random. Dành cho game thủ Thái Hoàng Kim, một bài Yamato đẹp hơn là rất nhiều so với bài Hitty này. Ờ, không có tân dân ở ngoài, anh ấy kéo về nhà chính hết ạ. À. Bàn tay cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ 4 trong cuộc đấu giữa Lê Trung Hiếu và Thái Hoàng Kim.